ông nào chấn thương. Ô, Rooney thẻ đỏ. Wow, bây giờ chúng ta sẽ phải đối đầu với Chelsea, đội đang dẫn đầu bảng anh em ạ. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đá 4-4-2 đi. Và như này thì Rooney sẽ chắc chắn là không được đá. À, thế thì chúng ta sẽ lôi Luis Nani vào đây. Luis Nani cho trận này. Mata xuống dưới để Nani lên trên. Và đây là cái đội hình hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và Jorginho vẫn chấn thương của vai đái. Chúng ta đang xếp thứ hai, xếp dưới Chelsea. Anh em có thể nhìn cái bảng xếp hạng phía bên này, 17 điểm, Chelsea 19 điểm. Nếu như trận này chúng ta có thể thắng Chelsea thì hoàn toàn chúng ta có thể leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng. Rồi, và bắt đầu trận đấu nha anh em. Từ từ làm nốt cái combo này phát. Ây à, cú tòa bắt thì hơi mệt đấy anh em ạ. Welcome to EA Sports live coverage of the Premier League. Sân Old Trafford tiếp đón những vị khách đến từ London, đó là Chelsea. Nay lại là một ngày trời mưa. Nani vẫn tiếp tục được tin tưởng, và mình cảm giác là Nani đá rất cháy. Bên kia có Diego Costa, Eden Hazard, Oscar, John Terry, những con người mà chúng ta vẫn rất quen mặt, rất nhớ tên. Matic thì vẫn chưa phải là người của MU. Matic đến tận năm 20 hình như là 27 mới về MU cơ. Đây là Di Maria. Di Maria dứt điểm từ xa. Không được rồi. Cú tỏi đã bắt gọn. Ramirez. Matic. Đây là Eden Hazard. Ôi dồi. Manchester United, a good side they look at the moment. They won away their last game. Di Maria. West Bromwich Albion. Yeah, 1-0. Juan Mata. They can steady the ship with at least a draw here. Mata. Không được rồi. Người cũ của Chelsea. Nhưng anh không nỡ ghi bàn. Ta vẫn đang tin tưởng vào sự tỏa sáng của Luis Nani. Luis Nani luôn là người biết cách tỏa sáng đúng lúc. Nhưng trận trước thì không anh em ạ. Di Maria. Đây rồi, đây là Luis Nani. Nani vừa nói xong, Nani đã ghi bàn. Những tình huống lộn nhào Santo quen thuộc của Nani. 14 phút và MU đã vượt lên dẫn trước Chelsea với tỷ số là 1-0. Đường kiến tạo lại là của Di Maria. Thoát bẫy việt vị quá khôn khéo đến từ Nani. Và cú tọa chỉ biết nhìn mà thôi. Nani, bàn thắng thứ ba của Nani tại Premier League mùa giải năm nay. Ấy à, lỗi, và người phạm lỗi là Oscar. Oscar có lẽ sẽ phải, à không không, à Oscar nhận thẻ vàng, đúng rồi. Có thể gặp những đội kia chúng ta tấu hài, nhưng mà gặp những cái đội big six là chúng ta sẽ phải đá một cách sòng phẳng. Di Maria đánh đầu vọt xa. Đây là Van Persie. Di Maria. Ander Herrera. Đây là Luis Nani. Nani. Ui, cú tòe, lại là cú tòe. Cú tòe bao nhiêu năm vẫn vậy. Bật vẫn quá căng thẳng. Đường truyền, đây là Luis Nani. Nani sộc thẳng. À không, rất khó cho Nani. William. Lin. Ander Herrera. Nani. Valencia. Valencia tạt. Không tới đâu cả. Để Valencia tạt, tôi thấy nó cứ thế nào ấy anh em ạ.
Diego Costa. Diego Costa. Matic này à, khá trống trải. Mata. Mata không qua được hậu vệ. Stefan Jovetic. A slight delay as the ref clears the defenders. Ok, ném biên cho MU. À không, ném biên cho Chelsea. Ander Herrera. Làm gì? Samir Khedira. Di Maria. Không được rồi. Ander Herrera. Herrera. Chim rồi. Tính đến hiện tại thì tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu vẫn là bàn thắng của Nani. Và cả hai bên vẫn chưa thể tìm được thêm đường tới khung thành. John Terry là người đã cắt bóng. Ramirez đỡ hỏng rồi, hôm nay Chelsea có vẻ chốc. Ủa, giáo đá FIFA có những cái lần gặp đội đầu bảng chúng nó hay chốc lắm anh em ạ. Ramirez, Ivanovic, William, đây à, Ramirez. Ramirez đang rất trống trải phía bên này. Ramirez liệu có đường tạt của Ramirez. Tình huống phạm lỗi nhưng trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 thay vì là một tình huống đá phạt. Mata. Nani. Ok. John Terry đã phòng ngự chính xác. Liverpool 2-0 Hull City. Khi mà mọi thứ đã vào form thì MU cầu thủ Sida mấy cũng thắng được anh em ạ. William vẫn rất dẻo. Đây là Ramirez. Ramirez. Ui, một tình huống dứt điểm không chính xác của Oscar. Không phải, đó không phải Oscar, đúng nhỉ? À không, đúng là Oscar. Chúng ta buộc phải tin tưởng bộ đôi hậu vệ là Smalling và Johnny Evans. Mata, tình huống solo của Mata. Mata nhìn thấy người di chuyển, Nani. Ui, Di Maria. Di Maria đã bị đau. Nhưng đây là Nani. Cơ hội có thể là tí nữa mình sẽ cho Januzaj vào việc. Van Persie có tình huống di chuyển khá là đần độn. Cay thật sự. Tại sao? Di Maria chấn thương và có thể cũng sẽ là sự khó khăn cho MU trong những vòng đấu tới nếu như Di Maria không thể phục vụ. Di Maria đã tập tễnh đi ra ngoài đường biên. À không. Cầu thủ Chelsea đang có vẻ đang hưng phấn trở lại. Ôi. Thôi, thay người đi đã. Không, Di Maria chấn thương nặng thêm thì chết đấy. Thẻ vàng. Thẻ vàng cho Antonio Valencia. Phạt bóng khá vô duyên. Người bị phạm lỗi là Willian. Nhưng trước đó đã có tình huống lợi thế nên sẽ không có quả đá phạt nào. Chelsea running out of chances now. It looks like the opposition is in for an aerial bombardment here. Judging by the way the centre halves are going forward. Anan Januzaj.
Januzaj. Januzaj, ôi mà tình huống đột phá của Januzaj. Januzaj đang một mình một bóng của Januzaj. Ôi trời ơi, tình huống đột phá của cầu thủ trẻ mà trông này. Ôi trời ơi, dai gỗ rồi. Ôi giời ơi, 1-0, nếu 1-0 có thể mang về 3 điểm nó vẫn là đủ. Thế nhưng mà rõ ràng trong cái thế trận chúng ta đã lấn lướt hoàn toàn với Chelsea thì như thế là quá ít. Tình huống rất đáng tiếc của Januzaj, bóng đập cột dọc. Tình huống lựa chọn dứt điểm ở góc gần nhưng nó lại vào cột dọc. Ôi ôi, nào làm gì? Xin. Trời, tình huống đỡ bước một khá chán của Phan Cao. Ui rồi, phạm lỗi chứ còn gì nữa. Đường chuyển khá kém của Fellaini. Mặc dù chúng ta đã thay những cầu thủ quan trọng ra nhưng mà Chelsea vẫn chưa thể làm gì hơn ngoài những cái tình huống dứt điểm khá là ý ạ. Có lẽ là Chelsea đang bị ảnh hưởng tâm lý khi mà MU đã du hành thời gian và về trước đấy rất nhiều năm để bách về. Trời ơi, bách về Jorginho. Nhưng mà tình huống Nani khi mặc số áo 19 của Thánh Lốc Gobek đã có một tình huống cosplay Thánh Lốc Gobek. Nhưng không sao, vị trí đầu bảng là thứ chúng ta cần. About your performance, all the work, dedication, you know you have had a lot of pressure. The Barclays Premier League. Good luck. Ok, thank you. Cảm ơn nhá. À, Man City, chúng ta sẽ phải đến làm khách trên sân Etihad để xem nào. Ui, mãnh mèo Phan Cao. Rooney đã hết bị thẻ phạt rồi và trận này hoàn toàn có thể vào sân thi đấu một cách bình thường. Rất may cho chúng ta là Di Maria không hề phải gặp một chấn thương nào, cũng không phải vắng mặt. Và như vậy là một tín hiệu quá tốt. Sân Etihad, chào mừng các bạn đến với sân Etihad, sân nhà của Manchester City. Khi mà hồi đấy thì Man City vẫn chưa đổi logo sang hình tròn, vẫn là hình con chim đại bàng. Đúng đại bàng không nhỉ? Hay là con chim ưng? Đếc biết có đứa còn gì. Trọng tài chúng ta hôm nay đó là Mark Lattenberg. Cặp song sắt Rooney Van Persie đã chính thức quay trở lại. Và hy vọng chúng ta sẽ có màn trình diễn tốt trước Man City. Nhưng mà City ở cái bản FIFA này thì lại đang ngụp lặn ở tít dưới, mình khá là khó hiểu trong Lin. Van Persie. Ui, một tình huống vào bóng hơi thô của Van Persie. Van Persie trong game này tự nhiên lại hơi fit. Nhưng đây là Ander Herrera. Trời ơi, một tình huống chân lệch vành của Herrera. Không hiểu sao chúng ta lại đang phải đá cái quả bóng màu vàng này. Van Persie cũng đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau cái tình huống xoạc khá là vớ vẩn bố láo vừa rồi. Những tình huống pressing khá tốt của cầu thủ Man City, nhưng Jonny Evans đã cải thiện được tốc độ của mình. Đây là Khedira.
Ây, Khedira vẫn chưa thể nói rằng là Khedira đã hòa nhập với các cầu thủ ở MU. Khedira vẫn là một cái nhịp lạc đi ở trong cái lối chơi của MU. Mình cảm giác là cầm Khedira đá vào đây nó không hợp cho lắm, tại vì lúc đấy mua thì chỉ nghĩ là mua thôi, tại vì thiếu người. Và rõ ràng là Khedira cũng làm cái mác vô địch C1 và vô địch World Cup, thì rõ ràng một món hàng hấp dẫn vào thời điểm đó. Tình huống đỡ bóng không tốt và đây là Smalling. Smalling không cầu thủ MU không dâng lên giúp Smalling trong tình huống vừa rồi, nhưng sẽ là ném biên cho Man City. Smalling và đây là Van Persie phía bên trên đang là Rooney. Di Maria. Đây là Mate. Không được rồi. Khá đáng tiếc tình huống vừa rồi. Tình huống lao vào tốt của Zabaleta chặn sút của Mate. Ui, Percy một tình huống chào bóng cực kỳ khó chịu của Mate, nhưng Percy lại không thể. Ui trời ơi, Ander Herrera. Một tình huống dứt điểm từ xa, không hẳn là xa lắm nhưng mà trong một cái thế rất là khó, vặn người rất là nhanh. Herrera đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo MU mùa giải năm nay. Wilfred Bony đang là tiền đạo bên phía Man City. Trận đấu này thì MU đã phải nhận hai cái thẻ vàng, một thẻ của Van Persie, một thẻ của Mata. Và hy vọng là các bố đá từ từ thôi, đừng húng nữa. Smalling. Lại là Herrera. Phía bên trong đang là Van Persie. Tôi lại tưởng anh si chân gỗ nữa thì thôi đấy. 2-0 cho MU. Và đối đầu với một Man City yếu thì cũng chỉ thế thôi anh em ạ. Thủ thành Willy Caballero cũng chỉ biết ôm đầu thôi. Quá hợp lý. Tình huống dứt điểm chân phải, không phải là chân thuận, không phải chân thuận của Van Persie. Nhưng mà bàn thắng đã đến. Và có thể là Man City sẽ vỡ trận nếu như một bàn thắng nữa được ghi. Đây là Khedira. Khedira vẫn đang cho thấy anh đang chưa thể có được một phong độ tốt, hoặc ít nhất là chưa thể hòa nhập được với cái lối chơi của MU. Zabaleta. Khedira. Đây rồi. Mata, tình huống đẩy bóng tốt của Khedira. Rooney. Đây là Khedira. Khedira. Ui, Herrera đang có những tình huống xâm nhập vòng cấm cực kỳ nguy hiểm. Thôi, mình nghĩ là mình sẽ phải thay Mata ra cho cụ đá này thì cũng rén lắm. 2-0 rồi, có thể là sẽ đến lúc cho một cầu thủ trẻ vào sân. Cũng là một lựa chọn hợp lý. Anand Januzaj sẽ vào tay thế Mata. Herrera.
They're hard to find good goal scorers, but they look as though they've got one here. He's really impressed in his first season at this football club. Yeah, and even Rooney. When he's not scoring, he does contribute to the team with his work rate. Quá khó cho Rooney. Rooney hoàn toàn có thể lập siêu phẩm những cú sút xa như cái trận trước, cú sút phạt thẳng vào lưới Everton. Đúng ra là Rooney sẽ không ăn mừng đâu, nhưng mà không biết làm nào cả. Game mà anh em. Công nhận là quả sút phạt đấy cũng khá nhiều phần là may mắn đối với mình nữa. Ôi giời ơi. Over the touchline, that'll be a throw to the opposition. Looking ahead, Alan, Manchester City's next game. They're playing Queen's Park Rangers in their next match in the Barclays Premier League. Đây rồi. And I can only see one winner, I think. Yaya Touré. Kolarov. Đánh đầu ra, đúng rồi. Substitution now for the home team. And that will be a goal kick. Phát bóng lên cho Man United. Phút 52 rồi. Phút 52 vào thay trước đi. Với Van Persie trận này thay này. À, Fellaini. News, it's coverage from the Barclays Premier League. The fixture for Manchester United. They'll be hosting Crystal Palace. Yeah, it's got a good feel about it, that one. Look forward to joining you in the gantry for it. Antonio Valencia. Herrera. Ui giời ơi. That's a corner for Manchester United. Coming off slowly to the applause of the crowd, so we can show. Adnan Januzaj, đây là Januzaj. Ui, khá xoáy nhưng mà chưa có bàn thắng cho Januzaj. Một trận đấu áp đảo hoàn toàn của MU. Man City trận này không thể có một tình huống lên bóng. Ôi, Rooney. Well, the keeper might want to go forward himself, but he's sending his teammates up the field. From Goodison, Alan McAnally. It's a goal for Swansea City. 74 minutes played. 3-1. Cheers, Alan. Well, there's going to be an alteration now. Januza. Herrera. Đây là Luis Nani. Ây à. Lỗi à. Ok. Đây là Marouane Fellaini. Đây đang là Herrera. Opportunity to cross it now. Ui trời ơi. Nó đúng là một cái bàn thắng quá hợp lý trong cái thời điểm này. 3-0 cũng phải thôi. Rooney đã ghi bàn. Herrera trận này phải nói là chói sáng. Trận đấu chói sáng của Herrera. Đây mới là bàn thắng. Thực ra là bàn thắng thứ hai. Tại vì cái trận Everton nó bị lỗi nên mình phải thoát anh em ạ. Cày vai. Nhưng rất may mắn là gì? Là đến cuối trận nó mới lỗi. Đấy. Thì thôi vẫn lưu lại cái bàn thắng đẹp đấy để cho anh em xem. Chứ đúng ra bàn thắng này phải là bàn thắng thứ hai của Rooney rồi. Ok. Việt vị rồi. Trong cái FIFA 15 này thì cũng đã có xuất hiện công nghệ goal line rồi anh em nhé. Đây là Valencia. Well, Manchester United go up against Crystal Palace after this, winning in this match. I think they've played well and they'll be hoping to do. Nani đang nhảy múa trước khung thành của Januz. Cái gì đấy Januzaj ơi. Januzaj dứt điểm bằng chân không thuận và bóng đã đi ra ngoài. Anh không ăn mừng. Được rồi. Frank Lampard.
Nani. Nani. Nani bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đáng tiếc. Rồi 3-0 cho MU trước đối thủ cùng thành phố. Và Herrera có lẽ là MVP của trận này rồi. Rồi hẹn gặp lại anh em trong tập sau nha. Chúng ta đã leo lên đầu bảng với một điểm nhiều hơn Chelsea rồi.